Hello, xin chào các bạn. Mình là Trung Thanh, chủ sở hữu của thương hiệu Lo Titan tại Việt Nam. Hôm nay mình muốn gọi đến mọi người một chương trình khuyến mãi đặc biệt tại Trung Thanh Ado. một con mixer số, thường gọi là một con gian số. Còn bên mình nó gọi là mixer số và cần trả 690 thì mọi người rất là nhiều người đã biết về con này thì hôm nay mình muốn gửi tới mọi người cái chương trình khuyến mãi là đổi cũ À, mọi người lấy mới tức là mọi người có những con dân số cũ, à, mọi người có thể lấy con dân số sáu chín à, gửi cho mình. thì chương trình khuyến mãi như thế nào mình sẽ nói chi tiết về cái chương trình này. Thì, nghe. rồi rồi đây mình sẽ mở một cái mình nói về cái con cái con sáu chín thì đại đội thì mình kêu bằng uh, con uh, mr số đây ha, thì lúc trước á mình con này thì mình uh, đã chuyển nguồn auto nhưng mình cảm thấy là cho nguồn auto á với nguồn tăng phô á thì nó không khác xa thì mọi người đi xài điện yếu nhưng là con này điện yếu dưới á, là một trăm trở lên á dưới tám thì không sử dụng được mà trên 180 sử dụng được hết nha mọi người không cần đổi nguồn auto à, con này nó chạy chip là 215 là mới à gam nằm trong đó luôn nha mọi người không có gam nha đây ngõ sao đây đây là cái ngõ để cắm sơ vào nè nó tôi còn tí nữa mình sẽ nói với chi tiết về con này à, cái này là cái riêng đó mọi người gin nha à, gin nó nè mình sao mình chuyển mình về là mình về Việt Nam là mình sẽ chuyển đổi nó nguồn auto, mà nhưng cái, cái nguồn chuyển đổi là mình thấy á, cái độ uh, bền về nguồn, thì nó vẫn bền nhưng á, là nó bị chập chờn về những cái nguồn, uh, cái nguồn chỗ những cái bo, bo uh, nguồn bên này, nè đây mọi người, nó có tình trạng là hơn một năm nó sẽ bị tình trạng là bị bị hư, bị đứt bóng đèn led, á. thì do nhiều khi mình nghĩ á, là nó không được ổn định cho đó, nó chạy lên xuống điện lên xuống. Á, hoặc là như thế nào mình không biết hay là điện nó hơi cao đó mọi người hiểu không nên nó rất là 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 sau này á, mình thấy nó không hoàn toàn nên nó mình để nguồn ghi lại mình không đổi nguồn ô tô nữa thì mọi người cũng biết là mình sử dụng rất là nhiều thiết bị mình nhưng mình cái phép của nó tại vì cái phép của nó là nó rất là bay rất là bay ngoài trời rất là bay mình nói thì được gì con này à, đây thì mọi người cũng biết là ở đằng sau con này nè nó có là sáu ngõ ao nè mọi thấy không sáu ngõ ao đây mình xài full đi có thể ngõ này mình xài sub được nè ngõ này mình xài monitor nè nó sẽ cô nhưng á, mình không cần sẽ như vậy mình chỉ câu trên mixer vào rồi mình cho nó ra luôn mình chỉnh echo ở đây echo nút rất là dễ dàng mọi người dặn xuống là này về không rất là nhanh rồi cái này nó có ba cái mod mọi người lưu ba chương trình khác nhau vẫn được như mod này mình sử dụng cài đặt sẵn trong là cái phần mềm đó là con f 12 v 1 à, đây là những chương trình mà mọi người muốn cài thế nào mình sẽ cài sẵn cho mọi người rồi cái chương trình khuyến mãi đổi như thế nào mọi người có những con nhân số 7 hoặc là dân số cũ dân số mới gì không biết là nhưng nó còn hoạt động lên tiếng hình thức xấu cũng được là mình thu lại cho mọi người là từ một triệu gửi đến 2 triệu một con à, ha thì dân số đó là một tăng phô 2 tăng phô thì tùy theo mọi người ví dụ như x5, x6, x7, x10 gì đó, không biết cũ hoạt động được, hình thức còn đẹp mọi người inbox cho mình mình sẽ gửi con số mới cho mọi người, mọi người gửi con cũ cho mình bù tiền thôi hiện tại thì con này giá nó 5 triệu mọi người, đang khuyến mãi 5 triệu nha 5 triệu thì mình tặng một cặp giấy dắt 5 triệu tặng một cặp giấy dắt cho mọi người đó cảm giác để cắm đây. Cảm giác này mọi người, màu vàng nè. Cảm, này. cảm giác này đây. Thì mình sẽ cài sẵn ba cái chương trình bên mình cài cho mọi người. Thì mọi người cũng có nghe rất là nhiều. Rất là nhiều cái FS và cái làm nó làm controller thì mọi người tiến rất là xa. Không có so với những con dân số khác được. Tại con này nó chạy là là nó chạy rất là ok, rất là chuẩn thì độ trễ con này thì mình sẽ đo nó độ trễ chip xử lý nó thì có là 2.5 mS à, hay là mS chạy chip đã mới 21 năm nên tiếng nó rất là mọc à, mọi người chỉ là controller làm controller vẫn được Đó, mọi người có mấy sơ số thì mình làm controller vẫn được nha buồn buồn thì mình cắm cái Migo trực tiếp vào đây mình hát luôn thì nó cực kỳ ok nha mọi người thì mọi người cũng biết là mình sử dụng rất là nhiều rất là nhiều loại uh, effect là loại controller thì mình thấy con này nó rất là hiệu quả vì hợp túi tiền mình chỉ có 5 triệu thôi mọi người 5 triệu thôi mà rất là hiệu quả bây giờ mình mọi người có những dân số cũ mọi người đổi cho mình mình vẫn thu lại thu lại để làm gì thu lại mình sẽ bán cũ lại rẻ lại cho những người lắp lo kéo hát gia đình Đó. những con dân số rẻ không bao giờ hát ngoài trời được mình dám phân định cho mọi người rất là không được làm một lơ nó quánh tiếng nó không bung tức là mọi người giống như mọi người thử trong nhà thì được ra ngoài trời nó không có bay được nhưng con này làm được để mọi người nè cho mọi người xem là mình đã sử dụng mọi người thấy lúc lâu, lâu rồi mình sử dụng là con này lấy có phép không nè mọi người con này, này đó là con này làm controller nè miro nè mà vẫn hát ra tiếng như giống như người mình làm show thì mình cảm thấy là người nào ở dưới nghe và họ cảm nhận được họ hát hay nhẹ hát là lụm thôi rồi những con cái con cái con này không bao giờ nó bị tình trạng quặn ù nha mọi người không có nha đặc biệt nha rất là mọc đó. mình cũng rất chịu chơi đồ lắm đam mê lắm nhưng mình bỏ rồi ví dụ như mọi người mua con này đi mấy chục triệu cũ nha còn mới nó còn mới của nó thì 7 tám chục giống như thế không f hết không nó chỉ làm ép không nó tạo tiếng vang không đó mọi người thấy không nó xa xỉ lắm nó giống như vậy đó mình tức là mình cho mọi người xem là mình đã dùng rất là nhiều loại rồi mình thấy nó con này là mình thấy là rẻ tiền chỉ 5 triệu thôi mình bao đổi trả cho mọi người luôn rất là hiệu quả nha mình đã bán hơn hơn chắc trên dưới 2 năm mà con này rồi đó rất ok anh em nào đã sài gòn thì anh em biết à. mình làm sơ bự mình dẫn nó lao phép đó, mọi người đúng không à, đúng không đó, bình thường cái gì hết mình dẫn nó lá bảo phép bình thường tạo tiếng vang thôi mà tiếng nó là ví dụ như mọi người thử đi nó vừa ok mọi người đem cái hát dẫn được còn những con dân số bình thường là mọi người hát là cái tiếng đó, nó nó đi lại ra ngoài trời là hát lớn nó đi lại mọi người phải đăng lên nó ổn lắm Đấy, mọi người thấy không hàng rất là chất lượng nha mọi người hãng db của tít thì đặc biệt cái bo này không bao giờ mà nó sức lên được nha mọi người cái bo tiếng này nè không bao giờ nó sức lên được tại vì nó không có cháu hàng cháu sắp kết nha nó hàng trực tiếp luôn <laughs> nên đó, mọi người an tâm về cái cái bo sức lên mọi người kêu cái... chạy chip năm là chip đời mới chứ không phải như ít năm là chạy chip 214 mọi người mọi người hiểu không thì cái bo này mình bán rất là nhiều rồi chưa bao giờ mình thấy hư cái bo này trong vòng 2 năm nay rồi. mình chưa thấy hư chip gam vẫn nằm trong đây luôn mọi người rồi cái này còn sung thì bây giờ mình bỏ qua không làm còn sung nữa mọi người còn ghi nữa nha đây là lời của mình đây hẹn rất là nhiều mọi người cần mọi người liên hệ uh, cho mình nha thì uh, mình sẽ cài sẵn cho người mọi người thì mọi người có dân số cũ dân số nào mà lên tiếng mà còn hoạt động như hoặc như thế nào Đó, mọi người có thể là ba con dân số cũ ít năm mọi người thay đổi một con này Đó, hoặc đẹp hơn thì có thể là hai con hoặc bù tiền một con mọi người bù tiền thôi mình trao đổi hết là mình lấy con kia lại con ít năm mấy con cũ của mọi người lại thì mọi người để lắp cho những bán cho những người ghẻ lắp karaoke đang bây giờ là thời là thời của mấy con này à mọi người rồi. có thể làm á là mình mọi người có thể là cấm trực tiếp mio và hoặc là lấy từ ao từ mixer còn mọi người nào mua bên mình thì mọi người gọi tem wheel mọi người gọi uh, video hoặc là lên tem của cho mình sẽ hướng dẫn cho mọi người tất cả những kênh YouTube của mình đăng lên đều có những hướng dẫn sử dụng con này hết một cái an tâm ha thì uh, mọi người cần uh, trao đổi thì mọi người liên hệ trực tiếp cho nó dễ ha 0974 bảy uh, 70 4 số 4 ha. mọi người nào mà mua thiết bị bên mình thì mình sao mãi mọi người là uh, hầu như là 24 trên trên 24 À, mà thấy chưa con này rất là tiện không ngõ này xài full ngõ này xài sub ngõ này xài echo ngõ này xài monitor đúng không quá tiện luôn con này là mọi người cắm micro vô mọi người đi làm show đang làm show làm show nhỏ hiện tại thì sự kiện thì mọi người là rất hơi hiếm à mà nhưng sự kiện bây giờ thì mọi người nên sử dụng là cọc cho lớn là bình thường mà sự kiện còn là đa số hiện tại thì Mixer số mà con này mọi người tắt up hết tắt chấm hú nó làm controller vẫn được đúng không con này là controller vẫn được bình thường không có gì hết mà đừng có mặc cảm mà sợ người ta nói ừ gian số mà chơi cái gì không phải quan trọng là nó gam thanh như thế nào thôi bây giờ mình không còn mà để mà nói mà cái 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 cái, cái gian số bỏ vô quê quá không phải như vậy được con này là con mixer thường thường là kia một mixer số nó có là thông số đàng hoàng in input in in out đàng hoàng thì mọi người mình sẽ nói sẽ lược về cái con trong đây cho mọi người nè đây là ha ừ. nói chung là gì gọi cho mọi người ví dụ như mọi người nói là gian số là nó không hát được ngoài trời không phải tại sao hát không được bị sao đầu tiên là cái đường nhạc vào nè đường nhạc vào nè ha nó có gen nè nó có đóng đóng mở nè đóng mở bằng bằng con xe nhỏ này thì nó sẽ đi vào nó sẽ đi vào một cái xử lý từ cái từ mà digital cái từ mà analog analog nó sẽ xử lý thằng digital nó sẽ vào con con chip DSP đó nó sẽ đưa ra lại ra lại cái sợi đồ khối nó hoạt động á lại cái analog tiếp à, thì controller nó cũng có như vậy thì DSP này nó có thể giết effect trong đó được và nó tạo hết trong đó được mọi người nên nó là mọi người mà nói mà con này để không làm xô được ngoài chợ thì mình 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 mình, mình không chấp nhận thì mọi người cũng có hát ở đó rất là nhiều anh em làm mà đó mọi người có hỏi người nào sử dụng mọi người có hỏi là mọi người biết đánh được không được à đặc biệt những cô dân số khác là không so được nha mọi người mọi người chỉnh gen chỉnh đòn ngõ ra tất cả như vậy mà nhưng mọi người khi hát á thì con này nó sẽ tạo một cái một cái âm thanh đó, nó bung rất là rộng giống như là nó bung rất ví dụ như cái con dân số bình thường nó sẽ hàng trăm mét con này nó ra khoảng 200 mét nó mới đủ được cảm giác như vậy đó linh kiện thì từ cái chấu những cái chấu nè những cái chấu mà in foot rét này hay là, làm, hay là bằng cái ngõ ao Na ga này mọi người thấy không? nó rất là là, là, là làm chất cú, nhìn thấy là chất chất ha. Bây giờ tươi luôn. À, mọi người cần thì mọi người liên hệ cho mình bao đổi mọi người. Bao đổi trả, ừ, mọi người đem về, mọi người nói u cái con gian quá dở, trả lại cửa hàng, trả lại tiệm, trả lại anh. Ok, mình chấp nhận. Mọi người chỉ lỗ phí thôi ship thôi. Mình bao đổi trả mà mọi người an tâm nha thôi chào mọi người hẹn gặp mọi người gặp lại cái video tiếp theo nha